áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì. Vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Xin chào tất cả các em. Các em thân mến, chúng ta được biết rằng đối tượng trong văn biểu cảm thì vô cùng phong phú và đa dạng. Có thể là một sự vật, sự việc, hiện tượng con người, như là chúng ta biểu cảm về một loài cây, một loài hoa, biểu cảm về một con vật, một loài vật, một đồ vật, hoặc là chúng ta biểu cảm về một danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, hoặc cũng có thể là biểu cảm một con người như là người thân, ông bà, bố mẹ, anh chị em, biểu cảm về thầy cô giáo, hoặc là biểu cảm về một người bạn, vân vân. Đó. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được tìm hiểu về một đối tượng biểu cảm vô cùng đặc biệt, đó chính là biểu cảm về một tác phẩm văn học. Đó. Và chúng ta sẽ được cô hướng dẫn để tìm hiểu về cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học. Đó. Chúng ta chú ý, đối với bài học ngày hôm nay trong sách giáo khoa trang 146 cho đến trang 148 và sẽ gồm có hai phần. Phần 1 là tìm hiểu cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học. Và phần 2 là phần luyện tập, chúng ta sẽ cùng cô thực hành các bài tập ở trong sách giáo khoa. Đấy. Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng cô đến với phần thứ nhất, chúng ta tìm hiểu về cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học. Đó. Đối tượng ở trong bài văn biểu cảm này thì vô cùng đặc biệt. Đó chính là một tác phẩm văn học. Một tác phẩm văn học có thể là một tác phẩm thơ hoặc là một tác phẩm văn xuôi. Đó. Và khi chúng ta biểu cảm thì chúng ta cũng có thể là biểu cảm toàn văn bản, cũng có thể biểu cảm chỉ là một yếu tố ở trong tác phẩm, như là biểu cảm về một nhân vật, biểu cảm về một cảnh thiên nhiên, rồi cảnh sinh hoạt đời sống của con người, hoặc cũng có thể biểu cảm về một chi tiết, một yếu tố nghệ thuật thôi, câu chữ ngôn từ ở trong tác phẩm, đó vân vân. Đó, đấy chính là những cái chi tiết mà chúng ta có thể biểu cảm. Rồi, thế thì để mà chúng ta có thể làm được một bài văn biểu cảm thì chúng ta sẽ phải thực hiện như thế nào? Thì bây giờ các em sẽ cùng cô, thứ nhất là chúng ta đọc văn bản ở trong sách giáo khoa trang 146. Sau đó là chúng ta sẽ cùng cô trả lời các câu hỏi ở trong phần 2 trong sách giáo khoa trang 147 để chúng ta cùng rút ra được kết luận. Đó, nào chúng ta thực hành bài tập. Bài tập này đó là chúng ta sẽ cùng cô đi tìm hiểu một văn bản có tên là Cảm nghĩ về một bài ca dao. Cảm nghĩ về một bài ca dao và trích trong Một tuổi thơ văn của tác giả Nguyên Hồng. Sau khi chúng ta nghe cô đọc xong thì chúng ta sẽ trả lời xem là bài văn viết về bài ca dao nào, đọc liền mạch bài ca dao đó và tác giả phát biểu cảm nghĩ của mình về bài ca dao bằng cách tưởng tượng, liên tưởng, hồi tưởng, suy ngẫm về các hình ảnh, chi tiết của nó. Hãy chỉ ra các yếu tố trong bài văn đó. Nào, bây giờ chúng ta sẽ nghe cô đọc văn bản và chúng ta chỉ ra xem là cảm nghĩ về một bài ca dao thì cái bài ca dao được cảm nghĩ đó có tên là gì. Đó nhá, chúng ta chú ý. Nào, đây. Cảm nghĩ về một bài ca dao. Đêm qua ra đứng bờ ao, trông cá, cá lặn, trông sao, sao mờ. Cảnh minh họa trong bài học có bóng một người đội khăn, mặc áo dài, chắp tay sau lưng, quay mặt trông trời lấp lánh sao. Bên cái cầu dừa ở bờ ao tối mờ mờ, có lúc tôi đã nghĩ đây là một người quen thật của tôi, có thể là họ hàng ruột thịt kiếm ăn ở một phương xa đang hướng về cố hương. Buồn trông con nhện trăng tơ, nhện ơi, nhện hỡi, nhện chờ mối ai. Tôi chỉ lơ mơ nghe thầy rõ ràng các nghĩa, các ý và so sánh hình tượng. Tất cả tâm trí và mắt nhìn của tôi càng như dính vào mạng tơ rung rung trước gió với một con nhện lơ lửng giữa khoảng không đang dơ dơ càng. Vừa ra vẻ nghền trông, vừa ra vẻ vờn đón, ngạc nhiên và thất vọng. Tiếng gió khuya vu vu và chính bóng người chỉ thấy đầu đội khăn, tay chắp sau lưng mà không thấy mặt kia đang nấc lên mà gọi trời, gọi sao, gọi nhện. Đêm đêm tưởng dài ngân hà, chui sao tinh đầu đã 3 năm tròn. Thì ra cái vùng sao như cát, như thủy tinh vãi kia ở trong tranh minh họa là dải ngân hà. À, sông ngân, sông ngân, thế là con sông điển tích mà tôi được biết lợp bấy lâu. Hàng năm, cứ đến tháng 7 thì có một đôi vợ chồng tên là Ngưu Lang và Chức Nữ được quá giang gặp nhau. Và chỉ được gặp nhau có một ngày thôi ấy, lại chính là con sông có một người không có tên, nhưng tôi thấy lại quen quen và thân thương, đang ngước mặt lên trông ngắm mà thương nhớ, mà mong đợi. Mong đợi và nhớ thương không tả rõ là ai, là đâu, là gì, mà sao vẫn thấy có một người, có một nơi, có một tình, có một cảnh, vừa man mác, vừa bâng khuâng, vừa da diết vô cùng.
Đá mòn nhưng già chẳng mòn, tàu khê nước chảy vẫn còn trơ trơ. Lại con sông Tàu Khê này nữa, hơn 40 năm sau đấy, tôi đã được tới đứng bên bờ phù sa của nó mà trông trời mây sông nước rồi cả sao khuya. Sông Tàu Khê vắt qua huyện Quế Võ, tỉnh Hà Bắc, nay thuộc tỉnh Bắc Ninh, thông ra sông cầu nhỏ hẹp thôi nhưng cũng chảy xiết lòng người, khiến những ai kia đã phải nghẹn ngào. Đá mòn nhưng già chẳng mòn mà nói với sông: "Ôi Tàu Khê, nước Tàu Khê làm đó làm đá mòn đấy, nhưng dòng nước Tàu Khê không bao giờ cạn, chính là lòng trung thủy của ta." Vì nhớ mà buồn, một bài thơ, một bài không phải học kỹ mà cũng thuộc lòng ngay, cả nhiều bạn tôi xưa cũng thấy như thế. Đó, đó chính là toàn bộ văn bản cảm nghĩ về một bài ca dao trích trong Một tuổi thơ văn của tác giả Nguyên Hồng. Rồi, bây giờ chúng ta vừa nghe cô đọc văn bản rồi, chúng ta sẽ suy nghĩ để trả lời xem là bài văn viết về bài ca dao nào, và chúng ta sẽ đọc liền mạch bài ca dao đó. Thế thì chúng ta thấy rằng cảm nghĩ về một bài ca dao thì đây là một bài phát biểu cảm nghĩ về bài ca dao có tên đó là gì? À, có tên đó là Vì Nhớ Mà Buồn. Vì đâu mà chúng ta xác định được tên của bài ca dao? Thì chúng ta thấy ngay ở trong văn bản bài cảm nghĩ này thì ở cái câu văn cuối cùng có một cái phần yên nghiêng, đó là gì? Vì nhớ mà buồn, một bài không phải học kỹ mà cũng thuộc lòng ngay, cả nhiều bạn tôi xưa cũng thấy như thế. Như vậy là bài ca dao đó có tên đó là Vì Nhớ Mà Buồn đó. Và chúng ta thấy rằng đây đúng chính là một bài ca dao ở trong sách giáo khoa thời xưa. Đó, sách giáo khoa thời xưa. Đây, Vì Nhớ Mà Buồn ca dao, đây là một văn bản trích trong Quốc Văn Giáo Khoa Thư lớp sơ đẳng thời ngày xưa. Đấy. À, bài học thuộc lòng, và sau đó thì sách giáo khoa có trích dẫn ra cả một cái bài ca dao dài như thế này. Đấy nha. Đấy. Và nguyên văn bài ca dao như sau: "Đêm qua ra đứng bờ ao, trông cá cá lặn, trông sao sao mờ. Buồn trông tranh trách sao mai, sao ơi sao hỡi, nhớ ai sao mờ. Buồn trông con nhện trăng tơ, nhện ơi nhện hỡi, nhện chờ mối ai. Đêm đêm tưởng dài ngân hà, chui sao tinh đầu đã ba năm tròn. Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn, Tàu Khê nước chảy vẫn còn trơ trơ." Đó, đó là nguyên văn bài ca dao. Bài ca dao nguyên văn ở trong sách Quốc Văn Giáo Khoa Thư, đó là một bài học thuộc lòng. Đó. Và bên cạnh hình ảnh của bài ca dao thì chúng ta thấy là có một cái bức tranh minh họa, à, có tên là Đêm Trăng Nhớ. Đó, Đêm Trăng Nhớ. Thế thì chúng ta thấy rằng đây là một cái bức tranh minh họa vẽ hình ảnh của một người đàn ông. Đó, mặc áo dài, đầu đội khăn, tay chắp sau lưng, đứng bên cạnh bờ ao và ngắm trăng. Đó, trên bầu trời đầy trăng đầy sao. Đấy nhá, đấy là cái bức tranh minh họa cô mô phỏng như vậy. Thế thì đây chính là nguyên văn của bài ca dao. Và trải qua nhiều lần chỉnh lý, cải cách thì chúng ta thấy rằng sau nhiều lần tái bản thì ở trong sách giáo khoa bài ca dao sẽ có cái nội dung như sau, đó là gì? Đêm qua ra đứng bờ ao, trông cá cá lặn, trông sao sao mờ. Buồn trông con nhện trăng tơ, nhện ơi nhện hỡi, nhện chờ mối ai. Buồn trông tranh trách sao mai, sao ơi sao hỡi, nhớ ai sao mờ. Đêm đêm tưởng dài ngân hà, chui sao tinh đầu đã ba năm tròn. Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn, Tàu Khê nước chảy vẫn còn trơ trơ. Đó, đó, sau nhiều lần tái bản thì bài ca dao sẽ như thế này. Đó nhá. Thế thì chúng ta sẽ xem là phần B là tác giả phát biểu cảm nghĩ của mình về bài ca dao bằng cách tưởng tượng, liên tưởng, hồi tưởng, suy ngẫm về các hình ảnh chi tiết của nó. Hãy chỉ ra các yếu tố đó trong bài văn. Nào, thế thì chúng ta thấy rằng đây, cái bài cảm nghĩ về một bài ca dao ở trong sách giáo khoa thì chúng ta thấy rằng có trích dẫn ra 4 cặp câu ca dao ở trong bài ca dao hoàn chỉnh này. Có trích dẫn và cảm nghĩ về 4 cặp câu ca dao. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ chia ra làm 4 đoạn. Đó. Mỗi một đoạn thì cảm nghĩ về một cặp ca dao, một cặp câu ca dao. Chúng ta chú ý nhé. Đấy. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng cô đi tìm hiểu về cái phương pháp phát biểu cảm nghĩ ở đây. Đó là chúng ta tìm ra các yếu tố tưởng tượng, liên tưởng, hồi tưởng, suy ngẫm của tác giả về các hình ảnh chi tiết trong bài ca dao, trong cái bài cảm nghĩ đó, một trích trong Một tuổi thơ văn của tác giả Nguyên Hồng. Nào, chúng ta thấy rằng đoạn 1 là chúng ta phân chia đoạn 1 từ đầu cho đến cố hương
Lấy bút chì chúng ta đánh dấu ở trong sách cho cô là cảm nghĩ về hai câu ca dao đầu. Đoạn 2 là tiếp cho đến gọi nhẹ. Đấy nhá. Đoạn 3 là đêm đêm tưởng giải ngân hà cho đến vừa ra diết vô cùng. Và cuối cùng đó chính là đoạn còn lại. Được chưa? Rồi. Nào bây giờ chúng ta sẽ đến với từng đoạn một. Đoạn văn thứ nhất, từ đầu đến Cố Hương. Đêm 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 qua ra đứng bờ ao, trông cá cá lặn, trông sao sao mờ. Cảnh minh họa trong bài học có bóng một người đội khăn, mặc áo dài, chắp tay sau lưng, quay mặt trông trời lấp lánh sao, bên cái cầu dựa ở bờ ao tối mờ mờ. Có lúc tôi đã nghĩ đây là một người quen thật của tôi, có thể là họ hàng ruột thịt kiếm ăn ở một phương xa đang hướng về Cố Hương. Đó. Thế thì chúng ta thấy rằng trong cái đoạn văn thứ nhất này thì cảm xúc được khơi gợi bắt đầu từ một bức tranh minh họa. Đây, bức tranh minh họa đây chính là cái bức tranh minh họa ở trong sách giáo khoa thời xưa, vẽ cảnh một người đàn ông, một người đội khăn mặc áo dài chắp tay sau lưng, quay mặt trông trời sao, quay mặt trông trời sao lấp lánh, bên cái cầu dựa ở bờ ao tối mờ mờ. Đây là cái hình ảnh bức tranh minh họa. Như vậy là hai trong cái đoạn văn đầu tiên này, đầu tiên là tác giả trích dẫn ra hai câu ca dao đầu tiên, sau đó là tác giả khẳng định đó là cảm xúc được bắt đầu gợi lên từ cảnh minh họa trong một bài ca dao. Đó, cảm xúc được khơi gợi từ cảnh minh họa trong một bài ca dao. Thế nha, chúng ta chú ý đây là cái cảnh minh họa đây. Rồi, tiếp theo đó là gì? Có lúc tôi đã nghĩ đây là một người quen thật của tôi. Đó, tức là tác giả đã liên tưởng, tác giả đã tưởng tượng. Đầu tiên là tác giả tưởng tượng hình ảnh của một người đàn ông đội khăn, rồi mặc áo dài, chắp tay sau lưng, quay mặt trông trời sao lấp lánh bên cái cầu dựa vân vân. Sau đó là tác giả liên tưởng đến một người quen ở quê, một người quen thật ở quê. Đó là gì? Có thể là họ hàng ruột thịt kiếm ăn ở một phương xa đang hướng về Cố Hương. Đó. Một người quen cũng có thể là một người họ hàng ruột thịt đang hướng về Cố Hương, đang ở một nơi xa và đang nhớ về Cố Hương. Đó. Đây tác giả tưởng tượng, sau đó là đến liên tưởng. Rồi, đấy là đoạn văn thứ nhất. Được chưa? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ cùng cô chuyển sang đoạn văn thứ hai, đoạn cảm nghĩ thứ hai. Tiếp đến gọi nhện là cảm nghĩ về hai cái cặp câu ca dao, đó là buồn trông con nhện trăng tơ, nhện ơi nhện hỡi nhện chờ mối ai. Nào, chúng ta xem là cái phương pháp phát biểu cảm xúc ở đây là như thế nào. Thì các em sẽ lấy bút chì chúng ta gạch chân ra các chi tiết, chúng ta thấy. Đầu tiên là tác giả hồi tưởng. Hồi tưởng lại ngày xưa đó là gì? Tôi chỉ lơ mơ nghe thầy giáo giảng các nghĩa, các ý và so sánh hình tượng. Là tác giả đang hồi tưởng lại cái quá khứ ngày xưa khi mà nghe thầy giáo giảng bài, giảng về các nghĩa, các ý và các so sánh ở trong cái cặp câu ca dao, trong cái bài ca dao. Đấy nhá. Tất cả tâm trí và mắt nhìn của tôi càng như dính vào mạng tơ rung rung trước gió, với một con nhện lơ lửng giữa khoảng không đang dơ dơ càng, vừa ra vẻ nghền trông, vừa ra vẻ vờn đón, ngạc nhiên và thất vọng. À, tức là sau cái hồi tưởng này sẽ là một cái chi tiết tưởng tượng. Tưởng tượng lại hình ảnh của một con nhện đang giữa khoảng không, đang dơ dơ càng, ra vẻ nghền trông, vừa ra vẻ vờn đón, ngạc nhiên và thất vọng. Rồi, tiếp theo đó là gì? Tiếng gió khuya vu vu. Vu vu, và chính bóng người chỉ thấy đầu đội khăn tay chắp sau lưng mà không thấy mặt kia, đang nấc lên mà gọi trời, gọi sao, gọi nhện. À, tác giả không chỉ tưởng tượng về hình ảnh mà còn tưởng tượng về âm thanh. À, âm thanh của tiếng gió khuya thổi vu vu này, âm thanh của tiếng người nấc lên gọi sao, gọi trời, gọi nhện. Đấy nhá, tưởng tượng. Đấy, đấy chính là ở trong đoạn văn thứ hai. Rồi tiếp xuống đến đoạn thứ ba, cảm nhận về hai câu ca dao, đó là đêm đêm tưởng giải ngân hà, chuôi sao tinh đầu đã ba năm tròn. Đấy nhá. Thì chúng ta lại thấy đó là gì? Thì ra cái vùng sao như cát, như thủy tinh vãi kia ở trong tranh minh họa là giải ngân hà. À, sông Ngân, sông Ngân, thế là con sông điển tích mà tôi được biết bấy lâu nay. À, tức là chỉ một cái chi tiết ở trong bài ca dao đó là giải ngân hà mà tác giả liên tưởng đến một con sông trong điển tích gắn với câu chuyện Lưu Ngưu Lang và Chức Nữ. Đó, rồi tức là liên tưởng từ giải ngân hà đến con sông Ngân trong điển tích gắn với câu chuyện Ngưu Lang Chức Nữ. Và tiếp theo đó là gì? À, lại chính là con sông có một người không có tên được đây, và chỉ được gặp nhau có một ngày thôi ấy, lại chính là con sông có một người không có tên nhưng tôi thấy lại quen quen và thân thương, đang ngước mặt lên trông ngắm mà nhớ thương mà mong đợi. À, từ con sông Ngân trong câu chuyện cổ tích Ngưu Lang Chức Nữ lại liên tưởng đến, tác giả lại tưởng tượng ra cái tâm trạng của một người
mà không có tên chính là cái người mà đang đứng ở bên cầu ao ngóng trông kia, trông về nơi xa kia, đó ngắm trời ngắm sao kia, đó bộc lộ cái tâm trạng nhớ thương mong đợi của nhân vật trữ tình. Đó, lại chính là con sông có một người không có tên nhưng tôi thấy lại quen quen và thân thương, đang ngước mặt lên trông ngắm mà nhớ thương mà mong đợi. Mong đợi và nhớ thương không tả rõ là ai, là đâu, là gì, mà sao vẫn thấy có một người, có một nơi, có một tình, có một cảnh vừa man mác, vừa bâng khuâng, vừa da diết vô cùng. Đó, đó là các chi tiết tưởng tượng. Rồi tiếp theo, xuống đến đoạn 4, đoạn còn lại, cảm nhận về hai câu ca dao đó là đá mòn nhưng dạ chẳng mòn, tảo khê nước chảy vẫn còn trơ trơ. Đó, thì chúng ta thấy rằng đó là gì? Đây, lại con sông tảo khê này nữa. À, tác giả liên tưởng từ cái con sông Tảo Khê trong ca dao, tác giả liên tưởng đến một con sông Tảo Khê thật. Đó là gì? Hơn 40 năm sau đấy, tức là tác giả liên tưởng 40 năm sau tác giả được đứng bên sông Tảo Khê. Đó, nếu như ở những đoạn văn trước tác giả hồi tưởng lại cái kỷ niệm, cái quá khứ ngày xưa khi mà bắt đầu học bài ca dao, được thầy giảng về các nghĩa, các lớp nghĩa, các ý ở trong bài ca dao, thì 40 năm sau khi học bài ca dao đó, đó, hơn 40 năm sau tác giả đứng bên sông Tảo Khê. Đứng bên sông Tảo Khê. À, hơn 40 năm sau đấy tôi đã được tới đứng trên bờ phù sa của nó mà trông trời mây sông nước rồi cả sao khuya. Sông Tảo Khê vắt qua huyện Quế Võ, tỉnh Hà Bắc, thông ra sông Cầu, nhỏ hẹp thôi nhưng cũng chảy xiết lòng người, khiến những ai kia đã phải nghẹn ngào. Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn mà nói với sông. À, mà nói với sông thì cái chi tiết mà nói với sông này chính là chi tiết tưởng tượng. Đó, ôi Tảo Khê, nước Tảo Khê làm đá mòn đấy, nhưng dòng nước Tảo Khê không bao giờ cạn, chính là lòng trung thủy của ta. Đó, tác giả tưởng tượng ra cái lời nghẹn ngào của ai kia, của một cái nhân vật mà trữ tình ở trong bài ca dao. Đó, rồi sau đó tác giả suy ngẫm. À, sau khi tưởng tượng tác giả suy ngẫm đó là gì? Nhưng dòng nước Tảo Khê không bao giờ cạn, chính là lòng trung thủy của ta. Từ cái nấc nghẹn ngào của nhân vật ai kia đã chuyển thành cái lòng trung thủy của ta. À, suy ngẫm về suy ngẫm của chính tác giả về lòng trung thủy của con người. Đó, như vậy là tác giả trong cái văn bản này, tác giả sử dụng rất nhiều các yếu tố tưởng tượng, liên tưởng, hồi tưởng, suy ngẫm về các hình ảnh, các chi tiết. Đó, rồi chúng ta thấy rằng, và cuối cùng, ở trong câu văn cuối cùng đó là vì nhớ mà buồn, một bài không phải học kỹ mà cũng thuộc lòng ngay, cả nhiều bạn tôi xưa cũng thấy như thế. Là trong câu văn cuối cùng này tác giả đã nói về ấn tượng chung về tác phẩm. Đó là một tác phẩm có tên là Vì Nhớ Mà Buồn, một tác phẩm mà không cần phải đọc kỹ mà có thể thuộc ngay. Đó, và không chỉ tác giả cũng cảm nhận được như vậy mà còn rất nhiều những bạn bè xưa cũng thấy như thế. Đó chính là cái phương pháp phát biểu cảm xúc ở trong bài cảm nghĩ về một bài ca dao, trích trong một tuổi thơ văn của tác giả Nguyên Học. Đó, trong bài cảm nghĩ này tác giả sử dụng rất nhiều cái cách tưởng tượng, liên tưởng, hồi tưởng, suy ngẫm đó để phát biểu, để cảm nghĩ về một bài ca dao. Đó, rồi chúng ta sẽ đi tìm hiểu đó là gì. Tác giả đã trình bày những cảm xúc tưởng tượng, liên tưởng, suy ngẫm về các hình ảnh chi tiết trong tác phẩm. Và cái cách mà trình bày cảm xúc tưởng tượng, liên tưởng, suy ngẫm về hình ảnh chi tiết trong tác phẩm này thì người ta gọi đó là biểu cảm về một tác phẩm văn học. Từ đây chúng ta rút ra được kết luận đó là gì? Biểu cảm về một tác phẩm văn học là trình bày những cảm xúc, những tưởng tượng, những liên tưởng, những suy ngẫm của mình về hình ảnh chi tiết ở trong tác phẩm. Đó chính là kết luận mà chúng ta có thể rút ra, kết luận thứ nhất. Rồi, tiếp theo đó là gì? Chúng ta sẽ đi tìm hiểu về bố cục của một bài cảm nghĩ về một bài ca dao. Từ đó là chúng ta sẽ rút ra là kết luận về bố cục của một bài cảm nghĩ về một tác phẩm văn học nói chung. Đó là gì? Thì chúng ta thấy rằng bài cảm nghĩ về một bài ca dao này thì có bố cục gồm có 3 phần. Nếu như là đây là một bài cảm nghĩ mà cảm nghĩ về 4 cặp câu ca dao. Khi mà chúng ta phân tích đi tìm hiểu về cái phương pháp phát biểu cảm nghĩ thì chúng ta đi tìm hiểu từng đoạn một tương ứng với từng cặp câu ca dao một, bởi vì nó có 4 cặp câu ca dao tương ứng với 4 đoạn. Đó. Nhưng mà khi mà chúng ta đi tìm hiểu về bố cục, thì chúng ta thấy rằng đó là gì? Bố cục của bài ca dao này lại gồm có 3 phần. Cụ thể phần 1 từ đầu cho đến bờ ao tối mờ mờ. Phần đầu này là tác giả đã giới thiệu về hai câu ca dao mở đầu.
và giới thiệu cái cảnh minh họa trong bài học. Cảnh cảm xúc được khơi gợi bắt đầu từ một cái tranh, bức tranh minh họa trong bài học, trong sách giáo khoa thời xưa. Đó là bức tranh vẽ hình ảnh của một người đàn ông mặc áo dài, đội khăn, rồi tay chắp sau lưng, mặt hướng về sao trời, ngắm sao trời vân vân. Đó, bên cái cầu ao, trong đêm tối mờ mờ vân vân. Cảm xúc được khơi gợi từ một bức tranh minh họa. Rồi sau đó tác giả mới dẫn dắt đến với bài ca dao. Thì ở trong phần 2 tiếp, có lúc tôi đã nghĩ đấy là một người quen thật của tôi, cho đến lòng chung thủy của ta. Thì cái phần này, nội dung của phần 2 này đó chính là những cảm xúc, những suy nghĩ do bài ca dao gợi lên qua những liên tưởng, tưởng tượng nối tiếp mà chúng ta vừa phân tích ở ý A, đó là cái phương pháp phát biểu cảm nghĩ. Đó. Và phần còn lại là phần 3 chính là cái câu văn cuối cùng. Đó là gì? Vì nhớ mà buồn, một bài không phải học kỹ mà cũng thuộc lòng ngay, cả nhiều bạn tôi xưa nay cũng thấy như thế. Đó chính là gì? Đó chính là tác giả đã khẳng định ấn tượng chung về bài ca dao. Đó. Như vậy chúng ta rút ra được kết luận đó là gì? Bố cục của một bài ca dao, một bài cảm nghĩ về một bài ca dao này là có bố cục 3 phần. Từ đây thì chúng ta rút ra kết luận đó là bố cục của một bài cảm nghĩ về một tác phẩm văn học sẽ gồm có 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài. Đó. Thông thường là mở bài là nêu cái ấn tượng chung, nêu cái ấn tượng chung khái quát, dẫn dắt bắt đầu cảm xúc, khơi gợi cảm xúc ban đầu. Phần 2 là trình bày những cái cảm xúc, những cái ấn tượng về đối tượng biểu cảm. Và phần 3 là khái quát lại tình cảm, cảm xúc. Đó, khái quát lại, khẳng định lại ấn tượng tình cảm đối với lại cái đối tượng được chúng ta biểu cảm. Đó, đó chính là cái bố cục của một tác phẩm văn học nói chung. Nhá. Rồi, từ đây thì chúng ta sẽ rút ra là kết luận cũng chính là ghi nhớ trong sách giáo khoa trang 47 của các em. Đó là gì? Đây. Phát biểu cảm nghĩ về một tác phẩm văn học, có thể là một bài văn, bài thơ, là chúng ta đi trình bày cảm xúc, tưởng tượng, liên tưởng, suy ngẫm của mình về nội dung và hình thức của tác phẩm đó. Trình bày liên tưởng, tưởng tượng của mình về nội dung hoặc là hình thức của tác phẩm đó. Chúng ta chú ý nhá. Đối với tác phẩm thơ, đây, cái phần này là cô bổ sung thêm cho chúng ta, đó là gì? Đối với một tác phẩm thơ thì người viết có thể trình bày cảm xúc ấn tượng đối với cảnh vật, đối với nhân vật trữ tình, đối với tình cảm được bộc lộ qua hình ảnh, qua câu chữ, tiết tấu, nhịp điệu của bài thơ. Đấy nhá. Câu chữ, tiết tấu, nhịp điệu của bài thơ. Thế còn đối với một tác phẩm truyện thì lại khác. Đối với một tác phẩm truyện thì chúng ta cần bày tỏ tình cảm, ấn tượng chung của mình về câu chuyện, về vấn đề đặt ra trong tác phẩm. Sau đó chúng ta trình bày ấn tượng cảm xúc khâm phục, kính trọng, yêu mến hay khinh ghét, ác cảm, căm thù đối với nhân vật, đối với hành động, ứng xử của nhân vật. Đấy nha. Đó. Nếu như tác phẩm thơ là chúng ta chú ý câu chữ, tiết tấu, nhịp điệu thì tác phẩm truyện chúng ta lại chú ý đến nhân vật, đến hành động, ứng xử của nhân vật. Đấy. Mỗi một tác phẩm thì có một cái cách cảm nhận riêng, có một cái đối tượng để chúng ta xoáy sâu vào, trọng tâm vào. Đấy. Thứ hai là gì? Bố cục của một bài văn biểu cảm về một tác phẩm văn học cũng sẽ gồm có 3 phần: phần mở bài, phần thân bài và phần kết bài. Phần mở bài là chúng ta sẽ giới thiệu tác phẩm, chúng ta sẽ giới thiệu về thể loại, về đề tài, về tác giả, giới thiệu chung, giới thiệu hoàn cảnh tiếp xúc với tác phẩm. Hoàn cảnh tiếp xúc với tác phẩm có thể là một lần chúng ta bất ngờ được đọc lại tác phẩm, một lần là chúng ta bắt gặp một cái chi tiết về gì đó mà có liên quan đến tác phẩm, từ đó mà gợi ấn tượng về tác phẩm. Sau đó là chúng ta sẽ nêu cảm nhận chung về tác phẩm. Đấy nhá. Phần thân bài thì chúng ta sẽ trình bày những cảm xúc, suy nghĩ do tác phẩm gợi lên. Đối với tác phẩm tự sự thì chúng ta có thể có cái trình tự để phát biểu cảm nghĩ, đó là gì? Chúng ta nhận xét khái quát về giá trị của tác phẩm. Nhận xét khái quát về giá trị của tác phẩm, cả về giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật. Trên cơ sở đó thì chúng ta chọn một số chi tiết hình ảnh đặc sắc để chúng ta nêu cảm nghĩ. Chọn một số chi tiết hình ảnh đặc sắc chứ không phải là chọn tất cả nhá, để chúng ta nêu cảm nghĩ. Đối với tác phẩm trữ tình thì chúng ta cần phải nêu cảm nghĩ theo trình tự của tác phẩm, các ý hoặc theo mạch cảm xúc của tác phẩm. Đã. Ở mỗi phần cảm nghĩ phải tập trung cho cả nội dung lẫn nghệ thuật. Đấy. Cảm nghĩ cả nội dung và nghệ thuật, chứ không chỉ cảm nghĩ về nghệ thuật không, cũng không chỉ cảm nghĩ về nội dung không. Cảm nghĩ đầy đủ cả hai yếu tố. Đó, đó là hai cái trình tự chúng ta cảm nghĩ về một tác phẩm tự sự hoặc là một tác phẩm trữ tình. Đấy nhá. Và phần kết bài thì các em sẽ khẳng định lại ấn tượng chung về tác phẩm.
Đấy. À, yêu hay không yêu, thích hay là không thích, vân vân nhá. Ấn tượng chung về tác phẩm. Rồi, tiếp theo có một số lưu ý mà chúng ta cần phải lưu tâm khi mà một số chú ý khi chúng ta phải lưu tâm khi mà chúng ta làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học. Đó là gì? Trong quá trình nêu cảm nghĩ thì chúng ta phải bám sát các chi tiết hình ảnh có dẫn chứng cụ thể tiêu biểu, tránh tình trạng nêu cảm nghĩ chung chung. À, bám sát vào tác phẩm. À, chúng ta yêu thích thì phải yêu thích như thế nào, chúng ta phải chỉ rõ ra. Đấy, chứ không chỉ nói chung chung là cảm xúc là yêu thích như thế nào. Rồi, để cảm nghĩ về tác phẩm thêm sâu sắc thì có thể liên hệ tới hoàn cảnh ra đời của tác phẩm, tức là những yếu tố bên ngoài tác phẩm. Đó. À, liên hệ so sánh với những tác phẩm khác cùng chủ đề. À, có thể là cùng tác giả hoặc là khác tác giả. Đó. Thứ ba là cảm nghĩ phải sâu sắc, chân thành, tránh tình trạng bắt chước một cách sống sượng, sáo mòn, giả tạo. Đó. Đó là những lưu ý khi mà chúng ta làm một bài văn biểu cảm về một tác phẩm văn học. Và khi mà chúng ta biểu cảm về một tác phẩm văn học thì nhất định trong cái bài viết của mình chúng ta phải bày tỏ được tình cảm cá nhân của mình. Đó, tình cảm cá nhân, tình cảm chủ quan của mình. Nếu như bài văn cảm nghĩ về một tác phẩm văn học mà chúng ta không có cái tình cảm, cảm xúc của chính cá nhân chúng ta thì bài văn đó cũng chỉ đơn thuần là một bài phân tích. Đó, nó sẽ hướng lạc sang một cái hướng khác, đó là một bài văn phân tích. Phân tích về một bài thơ hoặc là phân tích về một tác phẩm văn xuôi mà thôi. Chứ nó chưa khẳng định, chưa làm bật được cái tình cảm, cảm xúc của người viết ở trong đó. Đấy, chúng ta phải lưu ý như vậy. Được chưa? Kết thúc phần lý thuyết, bây giờ chúng ta sẽ cùng cô chuyển sang phần 2 la mã luyện tập. Chúng ta cùng thực hành các bài tập ở trong sách giáo khoa. Kem quan sát ở trong sách gồm có 2 bài tập và chúng ta sẽ đi lần lượt tìm hiểu từng bài một. Đầu tiên là chúng ta đến với bài thứ nhất. Bài tập này yêu cầu kem phát biểu cảm nghĩ về một trong các bài thơ. Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh, ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê, cảnh khuya rằm tháng giêng. Đó. Chúng ta sẽ chọn một trong số những bài thơ này để phát biểu cảm nghĩ. Nào, thế thì trong một số bài thơ này thì chúng ta sẽ chọn bài thơ nào thì cũng cần phải có một số những cái cách để chúng ta gợi ý, để tìm ý như sau mà chúng ta có thể vận dụng. Đây, chúng ta sẽ trả lời cho cô 5 câu hỏi. Trong quá trình mà chúng ta tìm ý, chúng ta sẽ trả lời 5 câu hỏi này. Được chưa? Đây chỉ là 5 câu hỏi gợi ý, không phải là bài văn biểu cảm nào chúng ta cũng áp dụng 5 cái câu hỏi này. Nhưng chúng ta sẽ vận dụng linh hoạt để cái quá trình tìm ý của chúng ta được dễ dàng. Câu hỏi thứ nhất đó là chúng ta phải trả lời được tác phẩm có nội dung gì, nội dung ấy có gì hấp dẫn hoặc để lại cho em ấn tượng gì sâu sắc. Đó. Thứ hai là tác phẩm có những đặc sắc nghệ thuật gì, thể loại, ngôn ngữ, bố cục, tác phẩm có gì đặc biệt, những chi tiết nghệ thuật nào để lại cho em những ấn tượng sâu sắc. Đó. Thứ ba là những chi tiết hình ảnh nào để lại cho em những rung cảm sâu sắc. Những chi tiết hình ảnh ấy khiến em liên tưởng đến một chi tiết hình ảnh trong một tác phẩm nào khác em đã học hoặc đã đọc không. Để chúng ta liên tưởng đến một cái chi tiết hoặc là một cái tác phẩm khác. Thứ tư là tác phẩm giúp người đọc hiểu thêm điều gì về tác giả, về tâm hồn, tư tưởng, nhân cách, vân vân. Và cuối cùng là tác phẩm giúp em có suy nghĩ, cảm xúc gì và rút ra được bài học nào cho chính mình trong cuộc sống. Đó. Đây chính là 5 câu hỏi để chúng ta có thể đi tìm ý. Thấy chưa? Ví dụ như là chúng ta sẽ lựa chọn lập dàn bài cho bài cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh. Thế thì bố cục của một bài cảm nghĩ cũng sẽ gồm có 3 phần và chúng ta sẽ đi lập dàn ý cho từng phần. Đầu tiên đó là phần mở bài. Phần mở bài thì trước hết là chúng ta sẽ giới thiệu tác phẩm. Giới thiệu tác phẩm cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh về thể loại, về đề tài, về tác giả. Sau đó là chúng ta đi giới thiệu về hoàn cảnh tiếp xúc với tác phẩm. Hoàn cảnh tiếp xúc ở đây có thể là vào ví dụ như là một buổi tối mất điện, chúng ta ra sân ngắm trăng. Từ cái sự việc này mà chúng ta nghĩ đến bài thơ đó là cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh. Đó. Và sau đó là chúng ta nêu cảm nhận chung về tác phẩm. Đó là một bài thơ hay, độc đáo về tình quê hương chân thành sâu sắc. Đó. Đấy chính là phần mở bài nhá. Tiếp theo phần mở bài này chúng ta sẽ đến phần thân bài. Phần thân bài chúng ta sẽ lập ý bằng cách đó là chúng ta sẽ triển khai giản ý bằng cách đó là chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi mà cô vừa mới gợi ý cho chúng ta. Đấy nhá. Câu hỏi thứ nhất là chúng ta đi tìm hiểu những cái đặc sắc về mặt nội dung của bài thơ. Bài thơ Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh đã thể hiện được nỗi nhớ quê hương sâu sắc của nhà thơ Lý Bạch trong cái khoảnh khắc ngắm trăng nơi đất khách. Đó. Và sau đó là chúng ta đi cảm nghĩ về các mặt, về các yếu tố về mặt nghệ thuật. Đó. Giá trị về mặt nghệ thuật của bài thơ đó là gì? Bài thơ được viết theo thể ngũ ngôn tứ tuyệt, ngắn gọn nhưng cảm xúc về một chủ đề quen thuộc, đó là vọng nguyệt hoài hương, trông trăng nhớ quê,
Đó. Và bút pháp tả cảnh ngụ tình đặc sắc, bài thơ có sự giao hòa giữa tình và cảnh, ngôn ngữ tự nhiên giản dị nhưng lại rất tinh luyện. Đó. Đó chính là cái đặc sắc về mặt nghệ thuật của bài thơ. Sau khi trình bày về nội dung và nghệ thuật rồi thì chúng ta sẽ xoáy sâu vào một vài điểm sáng nghệ thuật ở trong bài thơ này. Đó, đó là gì? Ví dụ như là hình ảnh ánh trăng. Hình ảnh ánh trăng sáng vằng vặc đồng vọng với nỗi nhớ, nỗi lòng nhớ quê của tác giả. Đó. Rồi, năm động từ được tác giả sử dụng tinh tế như là nghi, cử, vọng, đê, tư cho thấy được sợi dây cảm xúc của nhà thơ. À, tác giả nhớ quê đến nỗi thao thức không ngủ được. Thao thức không ngủ được thì lại nhìn trăng, và càng nhìn trăng thì lại càng nhớ quê. Đó, chúng ta phải phân tích được các điểm sáng về mặt, phân tích các điểm sáng thôi chứ chúng ta không phân tích cả bài thơ. Chúng ta chú ý như vậy, cảm nghĩ về những cái điểm sáng nghệ thuật đó. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ trả lời được là bài thơ giúp ta hiểu thêm gì về nhà thơ, cảm nhận thêm gì về hình ảnh của tác giả trong bài thơ. Đó là gì? Chúng ta thấy được cái nỗi nhớ quê hương, hiểu sâu sắc được nỗi nhớ quê hương sâu nặng của nhà thơ trong cái cảnh sống xa quê. Phải là người yêu quê hương sâu sắc thì nhà thơ mới có được những tình cảm sâu nặng đến như vậy. Và trong cái cảnh ngộ cô đơn, những trăn trở suy nghĩ của nhà thơ khi phải sống tha hương trong cái cơn loạn ly. Và Lý Bạch là nhà thơ tài năng với những câu thơ ít lời, nhiều ý nhưng đọng lại biết bao những cái tinh hoa. Đó, chúng ta chú ý về qua cái bài thơ thì chúng ta hiểu sâu sắc thêm về, chúng ta cảm nhận sâu sắc hơn về tác giả. Và từ cái bài thơ này thì chúng ta sẽ rút ra được những bài học cho chính bản thân của chúng ta. Đó là gì? Chúng ta sẽ rút ra được là chúng ta giúp cho chúng ta biết trân trọng và yêu quê hương mình hơn sau khi mà chúng ta đọc bài thơ. Chúng ta cảm nhận được cái tình yêu quê hương sâu nặng của tác giả Lý Bạch. Đó, được thể hiện trong đó. Đấy, đây là chúng ta sẽ trình bày được các ý ở trong phần thân bài này. Và sau đó thì chúng ta sẽ đi đến cái phần kết bài, làm dàn bài cho cái phần kết bài. Phần kết bài thì chúng ta sẽ khẳng định lại ấn tượng chung về tác phẩm. Khẳng định lại một lần nữa ấn tượng chung về tác phẩm. Và tình cảm của người viết chính là tình cảm của chính chúng ta về tác phẩm, đó là say mê, thích thú, yêu mến hay là gắn bó. Và chúng ta dự cảm về sức sống của bài thơ. Với những cái đặc sắc về mặt nội dung, nghệ thuật, những giá trị mà tác phẩm mang lại thì bài thơ sẽ sống mãi trong lòng của độc giả. Và nhất là những độc giả mà mang trong mình cái tình yêu quê hương đất nước vân vân. Đó, rồi đấy chính là cái dàn ý, chúng ta lập dàn ý về bài cảm nhận về tác phẩm Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh của Lý Bạch. Đó, thế nhá, cô có một cái bài mẫu mà chúng ta có thể sử dụng, một bài làm của một bạn học sinh nhá, mà cô sưu tầm, đó là gì? Đây, chúng ta có thể sử dụng như sau. Đầu tiên là đối với phần mở bài, sau khi bạn trình bày phần mở bài xong, bạn trích dẫn bài thơ. Đấy nhá, đây. Đêm hôm ấy trăng sáng đến lạ, đáng lẽ đã phải ngồi vào bàn học bài từ lúc nãy, nhưng vì thấy trăng đẹp quá, em ráng ngồi lại ngắm trăng thêm chút nữa. Bài ngày mai rất nhiều, em nhìn trăng luyến tiếc rồi bước vào nhà. Học môn sử xong, em lấy bài môn văn ra soạn. Bất ngờ và thú vị thay, đó là Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh, tĩnh dạ tứ của Lý Bạch. Em đọc liền một hơi. Sàng tiền minh nguyệt quang, nghi thị địa thượng xương, cử đầu vọng minh nguyệt, đê đầu tư cố hương. Đó, như vậy là trong phần mở bài này, bạn học sinh đã trình bày được cái hoàn cảnh để tiếp xúc với tác phẩm. Đó, trong một đêm trăng sáng, bạn nhìn trăng. Đó, và thấy trăng đẹp quá, rồi bạn bất ngờ, hôm đấy cũng là vô tình là soạn bài Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh của Lý Bạch. Đó, hoàn cảnh tiếp xúc với tác phẩm. Đấy nhá, đấy. Rồi, tiếp theo đó là đến phần thân bài. Phần thân bài để cảm nghĩ từng câu thơ ở trong bài thơ. Đó, đây. Trước mắt em hiện lên hình ảnh của thi nhân Lý Bạch. Đây là đang tưởng tượng, đúng không? Bạn viết bài văn này, bạn đang tưởng tượng ra hình ảnh của tác giả Lý Bạch. Trước mắt em hiện lên hình ảnh của thi nhân Lý Bạch đang nằm nghỉ trong thư phòng, trần trọc thao thức, rồi bất ngờ nhận ra ánh trăng đang chiếu sáng ở đầu giường, giật mình thạc thốt: ánh trăng ư? Đang tưởng tượng. Sàng tiền minh nguyệt quang, thi nhân ngồi dậy đi ra phía cửa sổ, sững sờ cả một không gian tràn ngập ánh trăng bao la huyền hoặc. Nghi thị địa thượng xương, xương hay trăng? Đó, đặt ra những câu hỏi thu từ như vậy. Đó, thi nhân thoáng chút nghi ngờ thị giác của mình, ánh trăng như những sợi khói, như làn sương mỏng lãng đãng mơ hồ. Yếu tố miêu tả. Đó, chúng ta sử dụng yếu tố tự sự và miêu tả trong cái bài văn biểu cảm.
Rồi, có lẽ cả hai, dương và trăng cùng hòa quyện hư ảo, nhà thơ nhìn lên bầu trời kiểm chứng, cử đầu vọng minh nguyệt. Đó. Đây không phải là cái nhìn bình thường mà là sự tha thiết đắm đuối. Trên bầu trời trăng thu vằng vặc, trăng càng sáng càng gợi lên nỗi niềm cô đơn trong lòng người xa quê. Nỗi nhớ tràn ngập con tim để rồi thi nhân đê đầu tư cố hương. Đó, suy ngẫm. Rồi tiếp theo đó là gì? Cái đê đầu chất chứa bao nỗi niềm tâm sự suy tư, quê hương nghìn trùng vời vợi luôn là sự khắc khoải trong lòng người. Có phải nhà thơ Lý Bạch đang nhờ vầng trăng vằng vặc kia chuyển nỗi nhớ của mình về quê nhà? Đó, khép lại bài thơ là hình ảnh của một con người ngồi bên cửa sổ trong không gian tràn ngập ánh trăng của một đêm khuya tĩnh mịch, cúi đầu trầm tư. Bài thơ chỉ có 20 chữ, 20 chữ đối với chúng ta nhiều khi chưa thành một đoạn văn. 20 chữ của Lý Bạch Thi Tiên đã thành một bài thơ tuyệt vời với bao tâm sự, cảm nhận của chúng ta về cái đặc sắc về mặt nghệ thuật đó. Và đâu chỉ là thơ mà còn là một bức tranh nữa chứ. Bức tranh ấy có cảnh bầu trời vầng trăng và một con người đang trong tâm trạng suy tư. Đó. Phần kết bài đó là gì? Bài đã soạn xong và bài thơ đã được nằm trong trái tim, nhưng em chưa gấp sách vội, thẫn thờ ngồi trên bàn, bởi tình cảm quê hương được thể hiện một cách nhẹ nhàng, thấm thía qua bài thơ đã làm cho em xúc động. Em cũng là người xa quê, ngoài kia trăng vẫn sáng. À, cái phần kết bài này có sự tương ứng với phần mở bài và cũng có sự liên tưởng tới chính hoàn cảnh của người viết. Đó chính là cái hoàn cảnh của người viết cũng là một người xa quê giống như Lý Bạch và cũng nhìn vầng trăng sáng. Đó, đây chính là một bài cảm nhận về bài thơ, đó chính là cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh mà chúng ta có thể vận dụng. Đó, chúng ta tham khảo về cách trình bày của bạn trong cái việc phát biểu cảm nghĩ về một tác phẩm văn học. Đó, đây chính là bài tập thứ nhất. Tiếp theo chúng ta cùng cố chuyển sang bài tập thứ hai. Ở bài tập thứ hai, yêu cầu các em đó là lập dàn ý cho bài phát biểu cảm tưởng về bài thơ Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê. Đó, đây là một tác phẩm mà chúng ta cũng đã học rồi. Đó, thế thì bây giờ chúng ta sẽ lập dàn ý. Dàn ý của bài phát biểu này cũng sẽ gồm có 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài. Và cụ thể là chúng ta có thể lập dàn bài như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ đối với phần mở bài. Phần mở bài thì chúng ta giới thiệu tác phẩm, giới thiệu điều gì, giới thiệu tác giả, đề tài, vân vân, đó, thể loại vân vân. Sau đó là chúng ta trình bày về cái hoàn cảnh tiếp xúc với tác phẩm, hoàn cảnh tiếp xúc với tác phẩm. Đây, ví dụ như là gì? Giới thiệu tác phẩm Hạ Chi Chương làm quan thời nhà Đường, ông sống biển biệt xa quê 50 năm, tới năm 86 tuổi mới trở về quê. Bài thơ này ra đời lúc ông mới đặt chân trở về quê nhà. Đó, đây là giới thiệu chung về tác phẩm. Sau đó là chúng ta đi trình bày về hoàn cảnh tiếp xúc với tác phẩm. Đó là gì? À, có thể là do hoàn cảnh đó là chúng ta nghe thầy cô giáo giảng, mình tự soạn bài hoặc là ngay trở về thăm quê. Đó, có thể là chúng ta nghe thầy cô giáo giảng cái bài này rồi, hoặc là chúng ta chuẩn bị soạn bài, hoặc là chúng ta trong cái ngày trở về thăm quê thì chúng ta lại nhớ lại cái bài thơ đó là Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê của tác giả Hạ Chi Chương. Đó, để chúng ta trình bày cảm nghĩ. Đấy. Rất nhiều những hoàn cảnh mà chúng ta có thể vận dụng. Rồi, tiếp theo đối với phần thân bài. Phần thân bài này thì chúng ta trình bày những cảm xúc suy nghĩ của mình trong bài thơ. Đó, cảm xúc của mình được gợi lên trong bài thơ. Đấy, ví dụ như là gì? Chúng ta sẽ trình bày cảm nghĩ về thời điểm ra đi và trở về của nhà thơ. Đó. À, thứ hai đó là giữa cái không đổi và cái thay đổi của nhà thơ thì từ đó làm nổi bật được cái tình cảm của một người xa quê. Thứ ba là cảnh ngộ bi kịch của nhà thơ bị gọi là khách ngay trên chính quê hương của mình cho ngày đầu tiên trở về quê. Và cuối cùng là phần kết. À, cái ý thứ tư đó là chúng ta cảm thương cho hoàn cảnh của nhà thơ. Cảm thương cho hoàn cảnh của nhà thơ. Trong cái bài văn biểu cảm này thì nhất định chúng ta phải trình bày được chính cái tình cảm, cảm xúc của chúng ta. À, với nội dung, với nghệ thuật, với chi tiết đặc sắc trong nghệ thuật, yếu tố nghệ thuật ở trong tác phẩm. Và cái cảm xúc, cảm nghĩ của chúng ta với tác giả. À, với tác giả. Đó, chúng ta cảm nhận như thế nào với tác giả, cụ thể là cái hoàn cảnh của nhà thơ ở trong cái bài thơ này như thế nào. Đấy, chúng ta phải chú ý. Và đến phần kết bài, phần kết bài thì chúng ta phải trình bày được cái tình cảm, đó là chúng ta thông cảm với những người xa quê, rồi nỗi nhớ quê hương của chính bản thân do bài thơ gợi lên, liên tưởng tới chính bản thân của chúng ta.
Đó, từ đó để khái quát lại cái ấn tượng chung đối với bài thơ. Đó, đó chính là phần dàn ý của bài cảm nhận về bài thơ Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê. Đó. Như vậy là cô vừa hướng dẫn chúng ta hoàn thành xong hai bài tập ở trong sách giáo khoa trang 148. Hoàn thành xong bài học ngày hôm nay, chúng ta nắm được thế nào là cảm nghĩ về một tác phẩm văn học, cách làm một bài văn cảm nghĩ về tác phẩm văn học, cũng như là cái phần mà chúng ta thực hành các bài tập. Đấy. Như vậy là bài học ngày hôm nay của chúng ta xin tạm dừng tại đây. Cô chúc các em có một sức khỏe tốt, học tập tốt. Hẹn các em ở những bài học tiếp theo. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.